có hàn cây cất sách này bút viết này em đã mang. Em đến trường vừa đến trường hát ca và trên xe của ba mẹ mỉm cười tay vẫy chào em vào lớp. Hôm nay cô giáo lấy xe vẫn là người học cho ngoan hiểu biết thêm nhiều những bài học hay từ trong cuộc sống. Toàn thể các bậc phụ huynh thân mến và các em học sinh yêu quý, năm học 2018-2019 đã khép lại, nhường chỗ cho mùa hè đang đến. Để chào mừng những thành quả đó đã đạt được trong một năm qua, sau đây là những lời ca tiếng hát của cô và trò trường tiểu học Tích Sơn gửi tới quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh học sinh. Chương trình văn nghệ đặc sắc Múa Hồn Quê do Tốp Múa giáo viên biểu diễn. Nhảy aerobic, học sinh đã đạt giải huy chương bạc cấp tỉnh năm học 2018-2019. Múa Cô Giáo Về Bản do học sinh lớp 2A8 biểu diễn. Nhảy đồng diễn sẻ chia từng khoảnh khắc đến từ lớp 5A4 biểu diễn. Tốp ca Đất Nước Hôm Nay do giáo viên cùng tốp múa phụ họa. Chương trình văn nghệ xin phép được bắt đầu. Thank you.
Yeah.
xin một tràng pháo tay thật to nữa nào. Cảm ơn. Thank you.
trọng kính mời quý vị đại biểu, quý thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bậc phụ huynh cùng các em học sinh chúng ta sẽ ngồi xuống. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các bậc phụ huynh, thưa toàn thể các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh yêu quý. Năm học 2018-2019 là năm diễn ra nhiều sự kiện có nhiều ý nghĩa quan trọng đối với cô và trò trường tiểu học Tích Sơn. Năm học tiếp tục thực hiện đề án 1772 của Ủy ban Nhân dân và nghị quyết 82 của Hội đồng Nhân dân thành phố về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch số 22 năm 2018, kế hoạch số 15 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2018-2019. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các bậc phụ huynh, các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các em học sinh yêu quý. Thấm thoát một năm học lại qua đi cùng với tiếng ve kêu râm ran, những cánh phượng đỏ rực cả sân trường báo hiệu mùa hè đã đến. Đây cũng là lúc cô và trò trường tiểu học Tích Sơn điểm lại những nỗ lực phấn đấu trong các phong trào thi đua của năm học 2018-2019. Hôm nay, được sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, sự nhất trí của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Tích Sơn, trường tiểu học Tích Sơn long trọng tổ chức buổi lễ bế giảng và tuyên dương khen thưởng năm học 2018-2019. Về dự với buổi lễ hôm nay, thay mặt cho các thầy cô giáo trong nhà trường, tôi xin trân trọng giới thiệu về phía Phòng Giáo dục và Đào tạo có bà Lê Thị Hồng Oanh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Tích Sơn, tôi xin được trân trọng giới thiệu một ông Đặng Xuân Vinh, Bí thư Đảng ủy phường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Hai, ông Trần Trung Kiên, Phó Bí thư Đoàn phường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt đón chào. Về phía ban đại diện Hội cha mẹ học sinh, tôi xin trân trọng giới thiệu có một ông Kim Xuân Dũng, hai bà Dương Thị Kim Loan trong ban thường trực cha mẹ học sinh, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Cùng đi trong đoàn hôm nay có 35 bậc phụ huynh đại diện cho 35 lớp, thay mặt cho 1.361 bậc phụ huynh của toàn trường cũng đã về dự đầy đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và rất vinh dự cho nhà trường hôm nay còn được đón cô giáo Nguyễn Thị Minh Phương, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường, cũng đã về dự với buổi tổng kết hôm nay, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Sau đây, tôi xin thông qua chương trình làm việc của buổi lễ. Một là ổn định tổ chức, đón tiếp đại biểu. Hai, văn nghệ chào mừng. Ba, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu thông qua chương trình làm việc. 4. Đọc báo cáo tổng kết năm học 2018-2019. 5. Đại biểu phát biểu ý kiến. 6. Tri ân học sinh lớp 5. 7. Trao thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của năm học. 8. Bàn giao học sinh về với địa phương. Và cuối cùng là kết thúc buổi lễ. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Một năm học đang khép lại, đó là lúc chúng ta nhìn lại những thành quả của mình sau một năm, những tháng ngày miệt mài bên giáo án, những bài giảng sinh động và lý thú, những ánh mắt ngây thơ và những cái nhìn âu yếm, tất cả tạo nên dấu ấn của sự giáo dục trong nhà trường. Sau đây, tôi xin trân trọng và giới thiệu cô Nguyễn Thu Ba, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, lên đọc báo cáo tổng kết năm học 2018-2019. Xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các bậc phụ huynh học sinh, các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể em học sinh yêu quý. Năm học 2018-2019 đã khép lại. Sau đây tôi xin phép được thay mặt ban giám hiệu nhà trường báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019. Trước khi cô giáo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, cô mong muốn là toàn trường chúng mình, tất cả chúng ta ngồi khoanh tay thật đẹp, giữ trật tự để chúng ta nghe. Các
em học sinh lớp 1. Nào tất cả chúng ta ngồi khoanh tay thật đẹp cô xem nào. Thi xem lớp nào sẽ ngoan hơn. Chúng ta cùng thi đua nhé. Tôi xin phép được tiếp tục. Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019. Thực hiện văn bản số 157/HCGZ ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Yên về việc tổng kết năm học 2018-2019. Tôi xin phép được báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện năm học 2018-2019 như sau. Thứ nhất, về quy mô trường lớp, tổng số học sinh của toàn trường đầu năm học là 1.370 học sinh với 36 lớp. Cuối năm học là 1.361 học sinh, giảm 9 học sinh so với đầu năm học là do học sinh chuyển đi theo gia đình. Về đội ngũ, toàn trường có 48 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó biên chế 45 hợp đồng 3, trong đó là 2 giáo viên hợp đồng thỉnh giảng và 1 nhân viên hợp đồng. Cán bộ quản lý có 2 đồng chí, trình độ thạc sĩ 1, đại học 1, giáo viên biên chế 44 đồng chí, trong đó 42 đồng chí giáo viên văn hóa 33 đồng chí, bộ môn 9 đồng chí, trình độ đại học là 35, cao đẳng là 7, như vậy là 100% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. Nhân viên thì có 2 đồng chí. Tỷ lệ giáo viên trên lớp, kể cả giáo viên tại hợp đồng và giáo viên bộ môn của nhà trường đang là 1,2. Về công tác phổ cập giáo dục tiểu học và duy trì các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia mức độ 2, thì về học sinh là đảm bảo tỷ lệ học sinh học 2 buổi trên ngày và duy trì bán trú trên 70%. Về cơ sở vật chất là nhà trường có đầy đủ cơ sở vật chất để học sinh học tập 2 buổi trên ngày, có đủ các phòng chức năng, nhà điều hành và có sân chơi, bãi tập, hệ thống thoát nước, công trình vệ sinh, cây xanh bóng mát, đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp. Về công tác xây dựng kế hoạch quản lý, chỉ đạo thực hiện kế hoạch của cán bộ quản lý trong nhà trường là thực hiện tốt. Công tác thanh kiểm tra nội bộ được thực hiện thường xuyên. Các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường được xây dựng và bồi dưỡng thường xuyên. 4 là về nâng cao chất lượng dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng theo thông tư 22 ngày 22 tháng 9 năm 2016. Về đánh giá quá trình học tập từng môn học và các hoạt động giáo dục thì toàn trường là chỉ có 2 học sinh khối lớp 1 là học sinh khuyết tật, chúng ta không tham gia đánh giá. Khối 2, 2 học sinh khuyết tật. Khối 4 là 4 học sinh và khối 5 có 3 học sinh khuyết tật không tham gia đánh giá. Như vậy tỷ lệ học sinh chưa hoàn thành môn tiếng Việt là 1,3%. Do kỹ năng đọc viết là chưa được thành thạo. Môn toán là 0,9%. Về năng lực phẩm chất thì 100% học sinh được đánh giá đạt. Về kết quả các sân chơi thì đây là một năm học mà nhà trường cũng có rất nhiều kết quả ở các sân chơi. Ngay từ đầu năm học là có 4 học sinh tham gia giao lưu giai điệu sơn ca cấp tỉnh và cùng với đội văn nghệ của thành phố đã đạt giải nhất cấp tỉnh. Cuộc thi Trạng Nguyên, đây là một sân chơi tiếng Anh cấp quốc gia, thì có 3 học sinh tham gia và chúng ta đã có 1 học sinh đạt giải Trạng Nguyên toàn quốc. Và cái giải Trạng Nguyên này thì là tổ chức qua báo toàn quốc, thì Vĩnh Yên của chúng ta có 4 giải, trong đó thì tiểu học Tích Sơn là có 1 học sinh đạt giải Trạng Nguyên. Cuộc thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi, đây là Trạng Nguyên nhỏ tuổi nhưng thi với các môn toán, tiếng Việt, tự nhiên xã hội, còn bên kia chúng ta chỉ thi với tiếng Anh thôi. Và ở cái sân chơi này thì Vĩnh Yên cũng chỉ có 3 trường có học sinh đạt giải Trạng Nguyên, trong đó Tích Sơn cũng có 1 giải Trạng Nguyên. Về cái sân chơi Trạng Nguyên tiếng Việt trên Internet thì cấp tỉnh có 2 giải nhất, giải nhì 6, giải 3 là 8 và giải khuyến khích là 7 giải. Thi giao lưu kỹ năng sống cấp thành phố, giải đồng đội là đạt giải 3, giải cá nhân thì tỷ lệ đạt giải cũng rất là cao. Khối 3 là cái khối mà 100% học sinh dự thi đạt giải, trong đó những học sinh của chúng ta là giải nhất, cũng điểm nhất, đứng thứ nhất thứ nhì của thành phố. Tổng giải cá nhân là 13 giải, trong đó 5 giải nhất, giải đều ở tất cả các khối lớp 3, 4, 5. Cái này năm trước của chúng ta là chỉ có giải gì và hoặc giải nhất ở khối nào đó thôi, nhưng năm nay ở tất cả các khối lớp 3, 4, 5 chúng ta đều có giải nhất và điểm cũng rất là cao.
giải nhì 4 giải, 2 giải 3 và 2 giải khuyến khích. Thi thể dục thể thao cấp thành phố ở các nội dung thể thao điền kinh có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải 3. Còn thi bơi cấp thành phố chúng ta có 4 giải nhất, 10 giải nhì, 7 giải 3. Cái tỷ lệ đạt giải của chúng ta ở cái cuộc thi bơi cấp thành phố cũng rất là cao so với bạn với chung của toàn thành phố. Chúng ta cũng đứng thứ nhất, thứ nhì. Chúng ta sau của tiểu học Liên Minh, vì học sinh Liên Minh là đông hơn chúng ta rất là nhiều, nhưng học sinh của chúng ta là hơn 30 học trò đi thi, thì chúng ta cũng đã được tỷ lệ đạt giải, số học sinh đạt giải cũng rất là cao. Về giải tỉnh thì chúng ta có 3 giải nhất, 3 giải nhì, 1 giải 3 môn aerobics, 4 giải bạc, 3 giải đồng ở thi bơi cấp tỉnh. Cuộc thi giao lưu tin học cấp thành phố chúng ta có 23 học sinh dự thi thì 17 học sinh đạt giải, trong đó 1 nhất, 4 nhì, 7 giải 3 và 5 giải khuyến khích. Về kết quả của giáo viên, có 6 giáo viên tham gia thiết kế giáo án E-Linh để dự thi cấp thành phố thì cả 6 giáo án đều đạt giải, trong đó 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải 3 và 3 giải khuyến khích. Và cái nội dung này thì phòng giáo dục đào tạo cũng đánh giá là tiểu học Tích Sơn là có chất lượng bài rất là tốt. Năm là về việc học 2 buổi trên ngày bán trú và tỷ lệ học sinh học 2 buổi so với đầu năm học là được duy trì. Việc tổ chức dạy học tiếng Việt 100% là học sinh lớp 1 học tiếng Việt công nghệ giáo dục và học mô hình VLEN mới là từ lớp 2 cho đến lớp 5. Về đầu tư trang bị, quản lý và sử dụng thiết bị dạy học, đặc biệt là thiết bị dạy học tiếng Anh đã được đầu tư xây dựng nhà trường xanh sạch đẹp, thực hiện tốt các phong trào thi đua trong nhà trường. Về công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, nhà trường đã tích cực tham mưu với cấp trên để duy trì các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo các tiêu chí. Và kết quả công tác xây dựng đội ngũ, công tác tăng cường cơ sở vật chất, công tác quản lý và công tác xã hội hóa, nâng cao chất lượng dạy học đã được nâng cao đẩy mạnh và tạo chuyển biến tích cực. Và về phía nhà trường là tiếp tục phải tham mưu cấp trên để bổ sung về đội ngũ, nhất là cán bộ quản lý là nhà trường vẫn đang thiếu một đồng chí. Về giáo viên, chúng ta chưa đảm bảo đủ một giáo viên trên lớp, thì cái này là tình hình chung của toàn thành phố, không riêng gì tiểu học Tích Sơn. Thế còn nhân viên là chúng ta hiện nay cũng đang thiếu so với hạng trường. Đấy là một số cái báo cáo tóm tắt tổng kết cũng như là kết quả đạt được của năm học 2018-2019. Cuối cùng xin được kính chúc các vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các em học sinh có một kỳ nghỉ hè thật là ý nghĩa. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, sự có mặt của các cấp lãnh đạo, các quý vị đại biểu cũng là nguồn động viên rất là lớn trong buổi lễ tổng kết của trường tiểu học Tích Sơn hôm nay. Nhất là các quý vị bậc phụ huynh đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình đến chúc mừng nhà trường và có lãng hoa. Sau đây tôi xin được trân trọng giới thiệu đại diện các bậc phụ huynh của khối lớp 1 lên tặng hoa chúc mừng các cô giáo. Xin trân trọng kính mời cô Nguyễn Thu Ba cùng các đồng chí giáo viên ở khối lớp 1 lên nhận hoa của các bậc phụ huynh. Xin được trân trọng kính mời các bậc phụ huynh của khối lớp 1. Kính mời các bậc phụ huynh của khối lớp 23 và xin mời các thầy cô giáo của khối 23, ban giám hiệu nhà trường, các đồng chí lên nhận hoa của các bậc phụ huynh đại diện cho khối lớp 2 và lớp 3. Phụ huynh đại diện cho khối lớp 4 lên tặng hoa chúc mừng các thầy cô giáo trong buổi tổng kết này. Và xin được kính mời các cô giáo ở khối lớp 4 lên sân khấu khẩn trương.
Anh ngữ SIC lên chúc mừng nhà trường. Học sinh lớp 5 yêu quý, 5 năm các em học tập và rèn luyện dưới mái trường này, thời gian có lẽ là chẳng quá dài đối với mỗi một cuộc sống của con người, nhưng đây cũng là những tháng năm đẹp nhất, ý nghĩa nhất của thời ấu thơ. Đây cũng là năm tháng quan trọng nhất, đã đến lúc phải nói lời chia tay, phải nói lời tạm biệt với các em học sinh lớp 5. Các em thân mến, với sự cố gắng, nỗ lực và những thành tích mà các em đạt được, các em đã hoàn thành chương trình tiểu học theo đúng quy định. Các cô chúc các em mạnh khỏe, không ngừng học tập và rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi. Các em hãy nắm chặt tay nhau một lần nữa, cùng nhau nhìn lại những mái trường, những sân trường, những lớp học, những hàng cây, những ghế đá để khắc sâu những kỷ niệm đẹp nhất trong 5 năm qua. Hãy nhìn lại và nói lời chia tay với các thầy giáo, cô giáo đã dạy dỗ các em. Hãy gửi tặng những lời cảm ơn, những tấm lòng, tình cảm chân thành nhất, sâu sắc nhất đến với các cô giáo. Sau đây, cô xin giới thiệu em Lương Quốc Dũng, lớp 5A3, đại diện cho 215 em học sinh lớp 5 lên bày tỏ tình cảm của mình trước lúc ra trường. Xin mời em. Đại biểu, quý thầy cô giáo, cùng tất cả các bạn học sinh thân mến, em tên là Dương Quốc Dũng, học sinh lớp 5A3. Hôm nay, em rất vinh dự thay mặt 214 bạn học sinh khối lớp 5, năm học 2018-2019, xin được nói lên những dòng cảm xúc của mình sau 5 năm được học dưới mái trường tiểu học thân yêu, với biết bao nhiêu kỷ niệm mà em và tất cả các bạn học sinh khối lớp 5 chúng em không thể nào quên. Lời đầu tiên chúng em xin được gửi tới là lời cảm ơn chân thành đến quý vị lãnh đạo địa phương, các bậc phụ huynh đã quan tâm sâu sắc, giúp đỡ tận tình, chu đáo, các thầy cô giáo đã tận tụy hết lòng dạy dỗ để chúng em có được như ngày hôm nay. Trong không khí của ngày tổng kết năm học này, gợi cho em nhớ lại ngày đầu tiên bước đến trường. Chúng em còn là những đứa trẻ rụt rè, ngây thơ. Thầy cô giáo với ánh mắt hiền từ ấm áp, giọng nói trìu mến, thân thương đã làm cho chúng em tự tin bước vào trường. Trong 5 năm học qua, cùng ánh mắt, giọng nói với tất cả tấm lòng mình, thầy cô đã cung cấp cho chúng em đầy đủ về kiến thức, trí tuệ, sự tự tin. Em sẽ nhớ lắm, nhớ mãi cái góc sân trường rộn ra tiếng cười, nhớ những cái nhìn trìu mến, nhớ dáng cô thầy quá đỗi thân thương. Thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai của chúng em, là người luôn tận tình truyền đạt tri thức cho chúng em, để đến bất cứ nơi nào, chúng em cũng luôn tự hào là học sinh trường tiểu học Tích Sơn. Lại một mùa hè nữa trở về, có lẽ đây là một mùa hè rất đỗi bình thường, nhưng đối với mỗi học sinh lớp 5 như chúng em lại là một mùa hè đáng nhớ nhất. Vì sau mùa hè này, chúng em sẽ mãi mãi rời xa mái trường tiểu học Tích Sơn thân yêu. Rồi một mai, khi bước vào lớp 6, em sẽ làm quen với trường mới, bạn mới và những người lái đò mới. Nhưng hình ảnh của thầy cô sẽ luôn đọng lại trong lòng chúng em và là một nguồn động lực giúp chúng em tiếp tục bước đi trên con đường học vấn. Ngàn lần cảm ơn cũng không thể đủ. Bây giờ, chúng em chỉ muốn thốt lên: mái trường thân yêu ơi, thầy cô kính yêu ơi, bạn bè yêu quý ơi. Chúng em không thể nào quên ngôi trường đầu tiên chẳng đầy hơi ấm tình thương. Em sẽ giữ mãi giọng nói thiết tha, bàn tay ấm áp của thầy cô, tiếng cười tươi vui của bạn bè, sự quan tâm chu đáo của ban giám hiệu, các bậc phụ huynh để làm hành trang cho chúng em tiếp bước vào những cấp học tiếp theo. Trong không khí bịn dị lúc chia tay này, thay mặt cho những bạn học sinh lớp 5, em xin gửi đến các thầy cô những lời cảm ơn chân thành nhất từ tận đáy lòng mình. Chúng em kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng tất cả các bạn học sinh mạnh khỏe, có thật nhiều niềm vui. Nhớ đến lớp 5, khóa học 2018-2019 của chúng em, xin thầy cô hãy chỉ giữ lại niềm thương, quên đi nỗi buồn để mái tóc thầy cô đừng thêm sợi bạc. Chúng em xin hứa sẽ cố gắng học thật tốt trong các cấp học tiếp theo, để không phụ công dạy dỗ của thầy cô và để thầy cô luôn tự hào về chúng em. Xin hãy nhận từ chúng em lời tri ân và tạm biệt. Em xin chân thành cảm ơn. Sau đây em xin kính mời ban đại diện phụ huynh học sinh khối lớp 5 lên tặng quà lưu niệm gửi tới nhà trường.
Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các bậc phụ huynh, thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh. Tiếp theo chương trình là phần trao thưởng cho những học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019. Phần thưởng cho các em học sinh đạt giải các cấp là giấy khen của các cấp và tiền thưởng của nhà trường cùng với các bậc phụ huynh đã dành tặng cho các em vì điều kiện thời gian. Do vậy, phần thưởng của các em học sinh đạt giải trong các phong trào thi đua thì hôm nay nhà trường phát cho các em những giải của cấp thành phố, cấp tỉnh và các cuộc thi đạt giải nhất ở cấp trường. Còn các em học sinh có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện và sự tiến bộ của một môn và các nội dung khác thì nhà trường sẽ ủy quyền cho các thầy cô giáo chủ nhiệm các lớp sẽ về trao thưởng cho các em tại lớp mình sau khi buổi lễ kết thúc. Cô đề nghị các bạn có tên, các bạn hãy lắng nghe và các bạn nhanh chóng chuyển về phía sân khấu để chúng ta trao giải. Phần thưởng thứ nhất dành tặng các em đó là các bạn đạt giải thi trạng nguyên tiếng Việt cấp trường năm học 2018-2019. Toàn trường của chúng ta có 157 học sinh đạt giải, trong đó có 15 em đạt giải nhất, 45 em đạt giải nhì, 53 em đạt giải ba, 44 em đạt giải khuyến khích. Cô đề nghị cả trường chúng ta nổ một tràng vào tay thật to à. Sau đây, cô xin mời các bạn có tên, các bạn hãy lên phía trên. Một, em Nguyễn Phi Long, lớp 1A8, đạt giải nhất. Hai, Phùng Thị Mai Ngân, lớp 1A8. Ba, Đỗ Thị Hiền Trang, lớp 1A8. Bốn, Nguyễn Khánh Chi, lớp 2A8. Năm, Phạm Thanh Nhã, lớp 2A8. Sáu, Nguyễn Như Quỳnh, lớp 2A8. Bảy, Đỗ Yến Linh, lớp 3A1. Tám, Phạm Quang Thắng, lớp 3A4. 9. Dương Ngọc Khánh, lớp 3-4. 10. Nguyễn Khánh Chi, lớp 3-5. 11. Nguyễn Phương Anh, lớp 3-5. 12. Lê Thanh Nghị, lớp 3-5. 13. Dương Phạm Khánh Vi, lớp 4-4. 14. Đặng Lê Việt, lớp 5-3. 15. Lê Gia Bảo, lớp 5-4. Em đạt giải trạng nguyên nhỏ tuổi của cấp trường. Toàn trường chúng ta có 160 em học sinh đạt giải, trong đó có 7 giải nhất, 18 giải nhì, 54 giải ba, 83 giải khuyến khích. Đề nghị chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn. 2. Nguyễn Viết Khoa, lớp 3-6. 3. Nguyễn Thanh Diệp, lớp 3-5. 4. Dương Bá Lâm, lớp 3-3. 5. Phạm Thị Hồng Minh, lớp 4-7. 6. Dương Quốc Dũng, lớp 5-3. 7. Nguyễn Quốc Trung, lớp 5-5. Là 10, là 9 em đạt giải nhất trong kỳ thi viết chữ đẹp cấp trường năm học 2018-2019. Thì toàn trường của chúng ta có 59 giải, trong đó có 9 giải nhất, 13 giải nhì, 13 giải ba, 24 giải khuyến khích. 1. Em Nguyễn Bích Ngọc, lớp 1A5 đạt giải nhất. 2. Trần Quỳnh Như, lớp 1A5. 3. Trần Bảo Trâm, lớp 1A5. 4. Đoàn Thị Huyền Vi, lớp 1A5. 5. Hoàng Thị Anh, lớp 1A5. 6. Phạm Thanh Nhã, lớp 2A8. 7. Lê Phương Hiền, lớp 2A8. 8. Nguyễn Phương Hà, lớp 3A5. 9. Nguyễn Thảo Thương, lớp 4A5. Cô xin mời các em lên khẩn trương. Và tiếp theo là danh sách các em đạt giải giao lưu kỹ năng sống cấp trường. Toàn trường chúng ta có 58 giải, trong đó có 13 giải nhất, 13 giải nhì, 13 giải ba và 19 giải khuyến khích. 1. Em Nguyễn Phương Anh, lớp 3A5 đạt giải nhất. 2. Trần Khánh Ngọc, lớp 3A5. 3. Nguyễn Đỗ Nhật Minh, lớp 3A5. 4. Nguyễn Thanh Diệp, lớp 3A5. 5. Nguyễn Viết Khoa, lớp 3-6.
6 Vũ Hoàng Hải lớp 4A5, 7 Phạm Tiến Mạnh lớp 4A4, 8 Dương Khải Kiên lớp 4A5, 9 Phạm Duy Khánh lớp 4A2, 10 Nguyễn Thị Vinh Hiển lớp 4A3, 11 Nguyễn Hà My lớp 5A5, 12 Dương Quốc Dũng lớp 5A3, 13 Trần Anh Vũ lớp 5A4. Xin mời các em lên sân khấu. Tiếp theo là danh sách học sinh đạt giải trạng nguyên tiếng Anh cấp trường. Toàn trường có 33 giải, trong đó có 3 giải nhất, 10 giải nhì, 10 giải ba và 10 giải khuyến khích. 1. Em Nguyễn Phương Anh lớp 3A5 đạt giải nhất. 2. Dương Khải Kiên lớp 4A5. 3. Trần Bá Đức Anh lớp 5A4. Tôi xin mời các em chúng ta di chuyển lên phần trường ạ. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu: 1. Đồng chí Trần Thanh Vân, Chủ tịch Công đoàn nhà trường. 2. Đồng chí Nguyễn Thị Xuân, Tổ trưởng Tổ 1. 3. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phong, Tổ trưởng Tổ 23. 4. Là đồng chí Phan Thị Hà, Tổ trưởng Tổ 45. Các đồng chí lên trao giải cho các em học sinh. Trân trọng giới thiệu các em nghe tên và các em lên sân khấu khẩn trương. Về tham gia các phong trào của cấp thành phố, thứ nhất là giao lưu kỹ năng sống cấp thành phố, có 15 giải, trong đó 5 em đạt giải nhất, 4 em đạt giải nhì, 4 em đạt giải ba và 2 em đạt giải khuyến khích. Sau đây cô đọc danh sách, các bạn khẩn trương. 1. Là em Dương Bá Lâm lớp 3A3 đạt giải nhất. 2. Nguyễn Thanh Diệp lớp 3A5 đạt giải nhất. 3. Nguyễn Viết Khoa lớp 3A6 đạt giải nhất. 4. Nguyễn Thảo Thương lớp 4A5 đạt giải nhất. 5. Dương Quốc Dũng lớp 5A3 đạt giải nhất. 6. Trần Khánh Ngọc lớp 3A5 đạt giải nhì. 7. Nguyễn Quý Quang lớp 3A3 đạt giải nhì. 8. Nguyễn Thị Vinh Hiển lớp 4A3 đạt giải nhì. 9. Tạ Quang Dũng lớp 5A2 đạt giải nhì. 10. Trần Minh Đăng lớp 3A2 đạt giải 3. 11. Nguyễn Đỗ Nhật Minh lớp 3A5 đạt giải 3. 12. Phạm Vi Khánh lớp 4A2 đạt giải 3. 13. Dương Khải Kiên lớp 4A5 đạt giải 3. 14. Vũ Hoàng Hải lớp 4A5 đạt giải khuyến khích. 15. Trần Anh Dũng lớp 5A4 đạt giải khuyến khích. Đề nghị các bạn nổ một tràng pháo tay lớn ạ. Trường chúng ta có 17 em đạt giải, trong đó có 1 giải nhất, 4 giải nhì, 7 giải 3 và 5 giải khuyến khích. Cô xin đọc tên các bạn đạt giải như sau. 1. Nguyễn Viết Khoa lớp 3A6 đạt giải nhất. 2. Nguyễn Tiến Dũng lớp 3A5 đạt giải nhì. 3. Nguyễn Khánh Chi lớp 3A5 đạt giải nhì. 4. Nguyễn Thanh Diệp lớp 3A5 đạt giải nhì. 5. Phạm Duy Khánh lớp 4A2 đạt giải nhì. 6. Nguyễn Khánh Ngọc lớp 3A5 đạt giải 3. 7. Nguyễn Phương Anh lớp 3A5 đạt giải 3. 8. Dương Bá Lâm lớp 3A3 đạt giải 3. 9. Nguyễn Thủy Dương lớp 3A3 đạt giải 3. 10. Lê Phương Thảo lớp 4A3 đạt giải 3. 11. Dương Khải Kiên lớp 4A5 đạt giải 3. 12. Trần Minh Ngọc lớp 5A4 đạt giải 3. 13. Nguyễn Minh Đăng lớp 4A3 đạt giải khuyến khích. 14. Phạm Tiến Mạnh lớp 4A4 đạt giải khuyến khích. 15. Trần Anh Dũng lớp 5A4 đạt giải khuyến khích. 16. Đỗ Chí Thanh lớp 5A4 đạt giải khuyến khích. Và 17 là Trần Vĩnh Khang lớp 5A4 đạt giải khuyến khích. Các bạn nổ một tràng pháo tay lớn để dành tặng cho các bạn.
Cô mời các bạn khẩn trương. Và sau đây, tôi xin được trân trọng kính mời một, bà Dương Thị Kim Loan. Hai, bà Dương Thị Kim Loan đại diện cho hội cha mẹ học sinh. Hai là cô Nguyễn Thu Ba, bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường. Ba, cô giáo Nguyễn Thị Minh Phương, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường, lên trao tặng danh hiệu. Toàn trường chúng ta có 4 giải nhất, 9 giải nhì, 10 giải ba và 4 giải khuyến khích về các môn thể dục thể thao. Một, em Hà Duy Mạnh lớp 4A2. Hai, Phạm Thành Vinh lớp 4A3. Ba, Hoàng Đình Phương lớp 4A4. Bốn, Kim Nam Anh lớp 4A4. Năm, Nguyễn Minh Hiển lớp 4A4. Sáu, Phùng Hoàng Sơn lớp 2A6. 7. Phạm Minh Đức lớp 2A6. Đi lên đi, mạnh lên đi. Nguyễn Minh Đức, cô xin lỗi, Nguyễn Đức Quang lớp 3A3. Bùi Quang Trung lớp 4A5. Vũ Thị Minh Thư lớp 4A2. Dương Quốc Dũng lớp 5A3. Tô Xuân Mạnh lớp 4A1. Nguyễn Quang Đức lớp 4A2. Nguyễn Văn Phúc lớp 4A5. Phùng Hoàng Giang lớp 4A5. Nguyễn Thu Hà lớp 4A1. Nguyễn Chí Dũng lớp 4A2. Vũ Lưu Tường Vi lớp 3A6. Đỗ Phúc Hưng lớp 2A7. Tạ Quang Dũng lớp 5A2. Hoàng Minh Đăng lớp 2A4. Nguyễn Thị Vinh Hiển lớp 4A3. Nguyễn Minh Anh lớp 4A3. Nguyễn Thúy Hằng lớp 4A2 đạt giải khuyến khích.
Phạm Nguyễn Thảo Vân lớp 4A3 đạt giải khuyến khích. Và đặc biệt là trong đợt giao lưu các trường chuẩn quốc gia mức độ 2 có một em học sinh đã đạt được giải nhì khi tham gia học sinh thanh lịch, đó là em Lê Diệu Anh lớp 4A3. Mời em lên sân khấu cùng với các bạn. Cả trường chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn
để chúng ta chúc mừng kết quả vừa rồi chúng ta đã đạt được. Sau đây, tôi xin công bố các cô giáo đạt giải qua các kỳ thi soạn giáo án e-learning cấp thành phố. Trường chúng ta có 6 cô giáo tham gia và đều đạt được 6 giải. Thứ nhất, xin mời cô Trần Thị Vân đạt giải nhất cấp thành phố. 2. Sái Thị Nga đạt giải nhì. 3. Cô Hà Thị Thúy Hồng đạt giải 3. 4. Cô Phạm Thị Xuân đạt giải khuyến khích. 5. Cô Nguyễn Thị Thu đạt giải khuyến khích. Và 6 là cô Nguyễn Thị Hương Giang. Xin mời các cô có thêm các cô khẩn trương lên sân khấu. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu.